quay thôi, để lại lát con quát lên được. Rồi. Rồi rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Này là qua bên chú Huy Đức ở bên Mỹ các bạn nhé. Đây để nhận được này. Đó, để ra được được. Dạ. Đang quay này. Mới nhận được sáng nay các bạn nhé. Đây số anh chị em này. Dạ dạ dạ. Đấy em dạ dạ con đang quay nó coi. Dạ dạ. Rồi, em cảm ơn. Dạ dạ. Dạ. Từ 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 từ. Sài Gòn bây giờ đang rất là thiếu lương thực, anh chị em ơi, mong các cô chú Việt kiều hỗ trợ thêm nếu mà ai có nhà hảo tâm á. Gửi đây là video của con à. Con tên là Pi Riêu Thế ạ. Alo. Ở đây nè, đây xuống đây lẹ lên đây nè. Sài Gòn mùa này thật sự anh chị cô chú bác và nhiều các anh chị em công nhân đang thật sự rất là khó khăn nhiều. Rồi đi mẹ đang ngồi chờ nè. Vì cái mùa dịch Covid. Đây 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 xuống đây. Xuống nhà 24. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2021 ở đường số 24 Nguyễn Công Trứ, phường 19, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Sài Gòn, Việt Nam. Thật sự rất là thương, thương bà con mình lắm. Mong sẽ nhận được sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Con sẽ để số điện thoại cũng như địa chỉ trên Facebook và trên mô tả phần bình luận ở trên video trên YouTube.
mong được sự chia sẻ lan tỏa những video như thế này cho nhiều cộng đồng hơn. Hết rồi chú Kiệt hả? Vắt rất là nhanh. Hy vọng sẽ còn tiếp đợt sau để ấy thêm những cô chú bác bà con còn thiếu nhiều á, hy vọng sẽ còn đợt sau. Anh ơi em đó đã phát cho toàn dân ở đây là cô Hoa anh. Cô Hoa đấy, em cũng quay chân dành thay mặt với lại đồng bào đây là rất cảm ơn anh. Cô Hoa là đại diện ở đây này. Đây bởi vì rồi ok rất là tuyệt vời. Dạ chào anh. Anh cảm ơn Mạnh Thường Quân đã trợ duyên cho tụi em. Với tay cảm ơn là nhờ chia, nhưng mà cái đó cũng là cái một cao quý rồi. Rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Mong sẽ nhờ có cái đợt em sau nữa. Lập danh sách. Nếu mà lần sau mà anh có hỗ trợ thêm cho em á thì đây là món quà từ bên Mỹ nha, chú Hà Huy Đức gửi cho Việt Nam mình nha. Nó không cảm ơn đi cô hai cô thì cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Nếu mà có gì em xin anh tài trợ cho tụi em ha. Mong được nhận được rất nhiều quà từ các nhà hảo tâm đợt sau nữa. Rồi cảm ơn chào ấy.